Em mới đi sao bàn trong phòng có báo. À, vẫn chưa đây. Cái lửa ở đây, đường leo âm đây. Sao tiên qua đây lấy cái lửa cọc đi. Đây có một lửa nhất à. Mặt phẳng này, mặt phẳng có đường như là khỏi suy nghĩ luôn, quay nè. Cái bức tranh trên đây dễ luôn đi. Cái nào đi trong dễ đố là đẹp như là trong tiệm tường cũng có chính á. Không làm một mảnh nữa. Có gì đây? À, có thể có 3 cái mảnh này mới tiếp trên này. Mở cái này xem có đường qua đây. Cái mảnh này. Bây giờ mục đích mình là sẽ dưới đây. Tiếp hướng đi lộ trình đây sẽ à, đi ngược lại nè. Lấy cái lửa cái đi. Đi để dòng xuống đây. Sẽ được một bản nào cũng sẽ đi đâu. Chấn vô là mày cái đi. Phải chấn vô cái chân đi. A 10 to 1 payout. Music to my ears. Nếu như mà mở cái này nè, để được cái đường bên đây, nhận được cái mảnh lao, mảnh kép của cái chân đó. Qua đây ghép chân xong rồi đây. Giờ tích nó lên tới đây. Chính là vô ngay. Ở đây có hai đường, hai hướng. Một phẳng ở đây. Một phẳng này em đi dòi nè, từ cửa nè. Đi qua đây, tôi đi dòi. Có một phẳng chưa đi nè. Nhưng mà phẳng như sao? Ở đây thì có một đường duy nhất thôi. Cái đường dưới đây không? Cuộc ở đây không? Không có gì, không đi nào đi nữa. Là kiếm một cái đường nào hay không thôi. Chắc cái trò chơi là phải chơi nè. Chơi thì mới có đường đi ra. Có cái lửa, có một hồi lửa. Chơi có hai lúc đi. Có bao nhiêu sao này không có. Sao kìa thì mua đôi nhẫn không hỏi cái sao đâu. À bắn chết thật đẹp nữa. Bắn nhiều con một lúc chết hết mình đạt nhiều hơn. Tầm gì bắn ở bên phải, bắn ở bên trái.
gì đó. Nhắm vào sự gì chứ đi. Đây cái đường này đi hẳn hẳn xuống đây luôn, xong không có rối. If I were you,